em. Hôm nay với số vốn mình là đang có chào là mừng đến củ. Vô tận. Thực ra là 4 củ đấy nhỉ, 4 triệu ấy. Nhưng mà do lúc này giờ mình đánh là thua rồi anh em. Mình đánh đéo giữ được bình tĩnh nha. Khi chơi thì anh em đã biết rồi. Mình không biết đối với anh em như thế nào, nhưng mà đối với mình thì khi chơi mình ấy không nói gì ấy là mình rất dễ bị mất bình tĩnh nha em ơi. Thành ra là mình thường là làm video này vừa cho em xem cho vui, với lại là thứ hai là mình cũng đánh để giữ bình tĩnh hơn nha em. Vì khi mình chơi một mình ấy là auto mình cứ đánh theo kiểu là mất bình tĩnh, sau đó đánh tất tay các kiểu nó điệu ấy các bạn. Thì mình thấy là mình thua tầm 200 ngàn này thôi. Bây giờ mình sẽ quay video cho em xem luôn. Mình thường thường chơi poker đấy anh em. Và cách chơi mình thì ăn 50-50 thôi anh em. Rồi, ngon này. Cứ dần 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 mà lên thôi anh em ạ. Bởi game bên xui này chả thể nói trước điều gì đâu. Có thể là trong vòng 2 phút ấy anh em ăn được rất to. Nhưng mà trong vòng 2 phút anh em có thể mất 4 mê này luôn là điều rất bình thường. Bởi vì tối đa nó cho đặt cả 2 mê. Nhưng mà ví dụ anh em mất bình tĩnh cái là anh em chỉ có toang và toang và toang thôi anh em ạ. Không có chuyện nào nó đâu. Với game ấy, mục đích game nào nó tạo ra chắc chắn lợi nhuận rồi anh em ạ. Và lợi nhuận này em nghĩ rằng nó lấy từ đâu? Lấy chính người chơi đấy anh em ạ, chính người chơi đấy anh em ạ. Chính người chơi đấy anh em ơi. Cho nên nó không hề dễ ăn đâu anh em. Nếu mà dễ ăn đứa đéo nào ăn làm giàu này à. Và mỗi ngày mình chơi anh các bạn. Mình xác định mỗi ngày mình chơi 5 đến 10 phút đó thôi. Cho dù thắng mình nghĩ mà thua mình nghĩ anh em ơi. Và mình chơi ấy là hầu như là mình sẽ chơi bài poker này. Và bài poker này hầu như các bạn đều đánh ấy, chỉ đánh trên hoặc dưới thôi đúng không? Nó các bạn không quan tâm là đó là có thể đánh chuồn hoặc bích hoặc rô hoặc cơ nữa, hoặc đen hoặc đỏ nữa các bạn ơi. Chứ các bạn đừng có luôn đánh trên dưới nha. Với luôn đánh trên dưới các bạn chỉ có thua đấy. Bởi vì luôn đánh trên dưới là các bạn chưa biết gì, mình đã biết là anh em cái tỷ thắng em dưới 50% rồi. Á à, nó kìa liều phát chuồn ăn nhiều mà không được anh em ạ. Đây rồi. Phải như vậy mới ăn được to chứ anh em. Liều ăn nhiều thôi anh em ạ. Thì liều ấy nó có hai cái song song, một là liều ăn nhiều, hai nó là liều mất nhiều thôi anh em ạ. Cái gì nó có hai mặt đó thôi. Và quan trọng với anh hên ấy, thì em liều ăn được nhiều thôi, em xui thì liều anh em mất nhiều thôi, đơn giản như vậy thôi anh em ạ. Game hên xui nó luôn như vậy. Và cuộc chơi hên xui thì anh em phải chấp nhận, thắng phải biết làm dừng, mà cho dù thua ấy thì anh em phải biết làm dừng, đó mới gọi là người chơi hay. Còn em chơi cứ chơi theo kiểu đó là thắng muốn thắng hơn, thua lại muốn gỡ cũng được ấy, đánh kiểu đó mình nói thật anh em đang có vốn thật nhiều anh em, sẽ có lúc em thua hết mà xem. Tin mình đi anh em. Bởi mình đã gặp những cái trường hợp đó rồi anh em ơi. Có những lúc là mình từ 4-5 phút mình có thể lên tầm 4 mê, mình có thể lên 10 mê, nhưng mà sau đó mình xuống ngay. Thành ra mình đánh ấy là trước khi đánh anh em đánh phải có mục tiêu. Ví dụ như mình hôm nay mục tiêu mình đó là thắng 5 mê, mình sẽ nghỉ đúng không? Thì lúc đấy là ví dụ lên 5 mê là mình sẽ nghỉ. Hay là mình thắng lên bao nhiêu đó mình sẽ nghỉ. Nhưng mà mục tiêu mình hôm nay là thắng tầm 20 năm mình sẽ nghỉ anh em ơi. Là mình ăn hơn 50% số vốn của mình ấy thì mình sẽ nghỉ. Chứ mình không ăn quá 100% số vốn mình đâu nha. Ví dụ vốn mình 4 mê mình không thể ăn 8 mê, lên 8 mê là thắng 4 mê là lên 8 mê được. Bởi vì đánh kiểu đó mình rất dễ bị soi anh em. Mà soi thì anh em biết rồi, bị soi thì nghĩ sao mà có người thắng được. Trời ơi đánh rô mà đéo ra thì rô này. Kìa rô đi, đúng rồi phải như vậy chứ. Rô ra với chứ cơ này. Trời ơi cơ này. Rô nó kìa. Đúng rồi phải ra cơ chứ. Ôi quy ra á to anh em thấy chưa. Nhiều lúc nó trớ trêu như vậy đấy anh em ạ. Căng lắm. Không phải dễ ăn nó đâu. Bích đi. Bích đi nào. Chuồn kìa anh em ơi. Bích nó ra chuồn kìa. Thôi đen đi. Đỏ kìa. Đen đi. Đó lần nữa, chuồn đi. Thua đó lại đó anh em thấy không? Thắng thua nó rất nhanh anh em ạ. Game in xui nó luôn như vậy. Thắng lên rất nhanh, nhưng mà thua xuống nó rất thần tốc anh em. Nên chơi cái này anh em không giữ được bình tĩnh chắc chắn em sẽ thua liền. Trong vòng 1-2 phút em thua hết là điều rất bình thường luôn anh em ạ. Cho nên đánh cái này các bạn phải giữ bình tĩnh. Nếu đã không giữ bình tĩnh tốt nhất đừng có chơi. Bởi vì chơi hên xui này anh em biết rồi, có những thằng bán nhà bán đất là điều bình thường à. Thành ra các bạn chơi theo với số vốn này anh em sẵn sàng mất ấy, mà cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống anh em. Em chơi mà theo kiểu tất tay thì thôi, điều đó mình chịu rồi. Đó không phải là mình anh em ạ. Cho nên là mình chơi thì mình khuyên anh em như vậy thôi. Có những anh em sẽ nghe mình, có những anh em thì sẽ muốn làm giàu, thành ra từ đó là ra đảo thôi. Trời ơi gần lên rồi mà nó lại xuống lại lên. Đây rồi ngon rồi anh em. 6 mê này là mình chỉ thắng 500 là thôi, là mình sẽ nghỉ anh em ơi. Không tham nữa. Bởi vì tham biết đâu là lỡ mai tí là thua lại sao. Thua lại điều rất bình thường anh em ơi.
cái quan trọng mình khi thắng ấy là mình phải biết điểm dừng. Chứ thắng mà mình không biết điểm dừng ấy thì đó là mình chịu rồi anh ạ. Thắng mà không biết điểm dừng thì thôi, đến sau thua lại mới nói là giá, nhưng lúc đấy mình nghĩ là ngon rồi, đúng không anh em? Đánh ấy, đừng đánh hên xui, đừng nói giá như thắng là thắng, thua là thua, đéo có chuyện nói là giá lúc đấy mình nghĩ là đã thắng là ngon rồi, không có giá như đâu anh em. Thắng là thắng, thua là thua thôi. À, chủ đéo về nhỉ? Càng đấy anh em. Xui như vậy mình phải dừng 1-2 ván đã, sau đó mình sẽ tính sau, chứ đừng đánh cố anh em, đánh cố là dễ toang lắm đấy. Ôi chuồn kìa, đây rồi, chuồn tiếp nha anh em ơi, tuyệt vời quá anh em ơi, phải như vậy nó mới lên được chứ, không thì ai mà dám chơi nó. Đây rồi, đánh nhỏ lại nha, bởi mình đã gần đạt được mà. Hầu như các bạn ấy gặp trường hợp này 100% mình, 100% thằng nào anh em chơi mà theo kiểu là chơi lâu ít nhất là vài tháng, anh em sẽ gặp trường hợp đó là anh em mục tiêu lên 500 đúng không, anh em lên 1 mê, nhưng mà khi gần lên 9587 mê, 8987 ngàn rồi thì các bạn bắt đầu vẫn cứ đánh ván 100%, thành ra lúc đấy là các bạn chỉ cần thua một vài ván, các bạn từ đó là các bạn từ lên 900 mấy còn thiếu mấy chục ngàn là thôi các bạn lên được, nhưng mà sau đó từ đó các bạn thua lại ngược lại, anh em vào trường hợp đó chắc chắn có rồi, thành ra những lúc đó các bạn đánh nhỏ lại đi, bởi nó có thể thua ngược lại bình thường mà đấy, nhưng mà nó thắng rồi mình nghĩ thôi, không nên tham đấy nha. Khi thắng thì nhớ rút hết cho mình đi, thà là ngày mai các bạn chơi các bạn nạp vào lại tính tiếp nha. Mình thường chơi con này e-win đấy, và mình chơi rất nhiều game e-win từ win này đấy, sum win này, mình chơi rất nhiều game, con game thì mình chơi mà mình cảm nhận uy tín thì ok mình sẽ chơi, cảm nhận mà không uy tín thì thôi mình không chơi anh em ơi. Thôi thì video này mình tốt nha, bye anh em.